Alo Sơn La đâu ạ? Em chào, xin chào anh Tường Văn và chào bác sĩ Rồi chào Minh Đoàn bạn, ạ. rồi chào bạn. Và Câu hỏi của bạn là em gì? là câu hỏi của em là vì hay đi tiểu ở trong đêm, vẫn là có lúc em đi tiểu gần vài chục lần ạ. Vài chục lần một đêm. Thế là cả đêm không ngủ à? Dạ, có lúc đêm là có ngày thì em cũng không được ngủ. Ngày có ngủ không? Không. Thế đêm là cứ nửa nửa tiếng đi một lần à? Vâng, cứ được tiếng Anh là 5 phút đi một lần. Thế có ngủ được không? Cũng được bác sĩ ạ. À, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 34 tuổi. Có vợ con gì chưa? Và em có rồi, em là người khiếm thị và vợ em cũng người khiếm thị thôi. Rồi, thế là có mấy bé thôi. Bây giờ em cũng vừa mới sinh bé thứ hai. Thế à, thế cái Hai chuyện bé đi tiểu gái. đêm là cách đây bao lâu rồi? Em cũng cách đây một năm nay thôi ạ. Một năm nay mới một đêm đi 20 lần. Và vâng. Cứ được 5 phút là em đi một lần. Rồi. Được 5 phút đi một lần. Rồi. Nói chung là em cũng được ngủ thoải mái thôi, nhưng mà Có mệt không? cứ có tỉnh dậy là đi thôi. Đi khám ở đâu chưa? Em đi khám ở Yên Châu, nhưng mà họ mà cũng kê đơn cho em là viêm đường tiết liệu thế. Chắc là ngứa ngứa thì làm ra là cứ hay đi tiểu tiểu, À, chắc là vâng. nó không ra bãi rồi cái xón 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 tí đúng không? Vâng, có lúc cũng đi nhiều thôi nhưng mà nó cũng mất bút bác sĩ ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng đó của bạn là bệnh lý gì nhá. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Tức là cái tình trạng của em mà để một năm nay rồi mà em không điều trị gì à? Em có chị ạ. Thế nó có đỡ không? Và bây giờ thì em cũng đỡ đỡ so hơn trước, thì bây giờ cũng đỡ đỡ. Đỡ đỡ à? Vâng. Bởi vì là anh Văn anh ấy nói đúng đấy. Tức là hiện nay em đang gặp bệnh lý ở đường tiết niệu. Dạ vâng. Ví dụ như là nếu nếu là viêm nhiễm cơ quan sinh dục, nó là viêm niệu đạo hoặc là viêm thận hoặc là bàng quang, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà người ta gọi là đái dắt ấy. Dạ vâng. Và em còn có lẽ là em có cả đái đái buốt nữa, bởi vì có những lúc em cũng nói là đi đi tiểu cũng bị buốt đúng không? Dạ vâng. Đấy, thế và một cái bệnh lý khác của hệ tiết niệu có thể là do em bị đa niệu, tức là cái lượng nước tiểu nó bài tiết ra quá nhiều, cho nên là nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Và chị nghĩ rằng là cho dù là cái gì thì cái trường hợp của em không thể để mãi như thế được nhé. Dạ vâng. Mình ở Sơn La mà em lại khiếm thị nữa. Thế Dạ nhưng mà vâng, em nếu không đi lại được bởi vì là mù tịt một đôi mắt cho nên là đi lại cũng rất là vất vả. đúng rồi. Thế nhưng mà để tình trạng này kéo dài thì lại không ổn rồi. Vâng. Đấy, để kéo dài như thế này thì không những là nó ảnh hưởng đến cái hệ tiết niệu của em, rồi nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, sau đó nó lại còn có thể dẫn đến suy nhược thần kinh. Thế và chị Vâng. sợ nhất của cái viêm đường tiết niệu nếu kéo dài và không được điều trị, nếu nó viêm ngược dòng, nó lên nó có thể từ niệu đạo, nó có thể gây viêm bàng quang, và sợ nhất là nó viêm thận. Nếu mà viêm thận mà lâu, trong tình trạng lâu không được điều trị gì thì không cẩn thận em lại còn suy thận nữa. Tức là nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái bệnh lý khác, hoặc là những cái biến chứng của nó thì nó không có lợi một chút nào cho sức khỏe của em nhé. Dạ vâng. Thế rồi kể cả 34 tuổi thì cũng phải kiểm tra xem hay là tiền liệt tuyến nó có vấn đề gì không, hay là nó có những cái bệnh lý của tiền liệt tuyến nó cũng chèn ép vào cái đường niệu và nó gây ra cái hiện tượng như thế. Thế tóm lại Vâng. là em cũng mới đi khám ở bệnh viện huyện thôi đúng không? Dạ Đấy, vâng, và và đi đến huyện và em bác sĩ bảo là tôi lên tỉnh, em cũng lên lên tỉnh là cũng khám bảo là thế là nguyên liền tiết liệu người nào thôi thế của thì em cái này là có phải xong lên là lên ở tỉnh. thôn Nam. Của em cái này là phải lên tỉnh, ít nhất phải tìm được cái nguyên nhân của nó là gì. Chứ còn nếu mà chỉ là viêm đường tiết niệu thông thường thì em sẽ được điều trị bằng một đợt kháng sinh, hoặc là thì nó sẽ đỡ đi và nó sẽ có thể khỏi. Chứ còn viêm đường tiết Vâng. niệu thì là bệnh lý nhiều người gặp mà. Nhưng mà Vâng. để đến hơn một năm nay và tình trạng này nó như thế này thì nó rất là bất lợi cho sức khỏe của em trước mắt cũng như là lâu dài nhé. Dạ vâng ạ. Thế thì thôi cố Vâng. gắng xem có ai tìm xem có cái hỗ trợ của người thân nào, ít nhất mình cũng phải đi khám để chẩn đoán xem nó là bệnh gì. Vâng. Đấy, thế và nó viêm nhiễm rồi thì nó viêm nhiễm ở đâu, nguy cơ nó ra làm sao, cái phương mình điều trị như thế nào. Phải điều trị dứt điểm chứ không mà như chị đã nói rồi, nếu chỉ là mất ngủ đã là một chuyện rồi, nhưng nếu nó là viêm thận thì sau này em suy thận, em phải chạy thận. Lúc đó
nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, kể cả về kinh tế cũng như là sức khỏe của em nhé. Dạ vâng, từ bé em vì thực ra là một hòn sỏi to bằng hạt ngô chị. Lại còn cả sỏi thận nữa. Thế cố gắng đi đi nhé, cố gắng đi đi điều trị cho nó ổn đi. Rồi, bạn đã nghe rõ gì chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.